Hôm nay ngày 14 tháng 8, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ các chuyến bay đưa du khách trở về địa phương. Theo đó, trong hôm nay, hai chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air sẽ đưa tổng cộng 325 người, trong đó gồm 322 người lớn và 3 trẻ em dưới 2 tuổi trở về thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, chuyến số 1, thời gian bay vào lúc 9 giờ sáng, số hiệu chuyến bay VG2711. Chuyến số 2, thời gian bay vào lúc 14 giờ, số hiệu chuyến bay VG2712. Như vậy, tính từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8, đã có tổng cộng 7 chuyến bay đưa 1.453 du khách rời Đà Nẵng trở về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.